Xin chào tất cả mọi người. À, đến với chủ đề ngày hôm nay thì à, mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách làm sao để chúng ta bảo vệ khớp, xương khớp khi mà mùa đông về. Thì à, hiện nay ý, thì cái thời tiết nó đang chuyển dần sang sang mùa mà mùa bắt đầu xe lạnh rồi, nó bắt đầu lạnh rồi. Thì cái nhiệt độ nó sẽ xuống thấp và các cái cái cơ gân của chúng ta nó thường nó có xu hướng bị co rút do lạnh và vận động khớp nó sẽ khó khăn thì uh, những cái hiện tượng này thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn ở những cái cái buổi chia sẻ uh, về về dưỡng sinh tiết lập đông mà mình đã chia sẻ ở những buổi lần trước thì mọi người có thể xem lại và uh, cái hiện tượng mà hay gặp nhất ở uh, khi mà trời lạnh ý, đấy là các cái trường hợp mà khi mà buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ bị uh, cứng khớp cổ tay cổ chân Uh, bàn tay và nó khiến chúng ta phải vận động một số những cái động tác đơn giản như là gấp duỗi, xoay cổ tay hoặc là uh, lắc cổ rồi làm nóng bàn tay các thứ thì nó mới giảm bớt được cái cảm giác cứng khớp đấy. thì đấy là một số những cái những cái biểu hiện mà thường hay thấy nhất, hay gặp nhất với khớp uh, khi mà chúng ta uh, cơ thể chúng ta nó tiếp xúc với cả cái cái tiết trời đông lạnh và cái cái bệnh đau xương khớp ấy, nó là một trong những cái căn bệnh rất là phổ biến ở Việt Nam lý do là do cái nhất ở miền Bắc ấy, là do cái khí hậu uh, nhiệt đới ẩm thấp và cái áp suất không khí ấy, thường xuyên biến đổi thì nó làm cho cái, cái 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 phần cái phần khớp của chúng ta nó phải nó phải chịu những cái nó phải thích nghi liên tục với những cái biến đổi về thời tiết đấy để nó điều chỉnh lại uh, cái độ uh, độ bôi trơn rồi độ làm ấm khớp rồi những cái mạch máu nó co nó co lại hay là nó 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 phình ra thì tất cả những cái biến đổi hay những cái thay đổi đấy nó đều ảnh hưởng uh, lên cái cái khả năng mà chịu đựng của cơ thể, cái khả năng chấp nhận thay đổi của cơ thể. Thì về lâu về giờ, dài thì nếu như chúng ta mà cứ làm cho cái 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 cơ thể nó không thể chịu đựng được được cái, cái sự thay đổi đấy thì nó chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe và với người cao tuổi thì người cao tuổi là cái đối tượng mà dễ chịu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì là cái cái sức khỏe của họ khi thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh ấy, thì cái, cái cái sức đề kháng của họ kém cho nên là khi mà chuyển mùa thì uh, nhất là khi mà gặp cái thời tiết ẩm ướt rồi mưa nhiều đặc biệt là cái độ ẩm không khí tăng cao ấy, thì các cụ ấy thường sẽ có cái xu hướng là bị đau nhức uh, bốt khớp và cái cái cái, cái biểu hiện mà bị chúng ta bị đau nhức khớp xương khớp vào mùa lạnh ấy, thì có những cái biểu như cái triệu chứng điển hình như sau thứ nhất là chúng ta sẽ bị đau nhức uh, các cái khớp xương uh, tại các cái vị trí thường xuyên cử động nhiều như là ở đầu gối các cái um, hai bên cổ tay rồi các ngón tay thì chúng ta sẽ thấy là đau nhức và buốt từ trong xương và các cái khớp sưng uh, sẽ bị sưng và đỏ mà chúng ta thường hay hay có mọi người hay gọi là bị cước ấy cước tay chân nó sưng hết đỏ hết cả cái khớp tay chân lên và có có thậm chí là bị tê cứng và nó sẽ cản trở cái quá trình cái cái khả năng vận động của các khớp của chúng ta và qua đó là ngoài ra chúng ta sẽ bị những cái vấn đề như là đau mỏi toàn thân rồi tê buồn chân tay đau cổ đau vai gáy rồi uh, cứng khớp uh, và đặc biệt là cái bệnh đau xương khớp vào mùa lạnh sẽ có triệu chứng nổi bật đấy là cứng khớp uh, nhất là vào buổi sáng khi mà chúng ta ngủ dậy và ngoài ra thì dụ như khớp chúng ta sẽ bị khô sẽ chúng ta khi mà bẻ ngón tay ngón chân thì nó sẽ có những cái tiếng kêu thì khi mà trời trở lạnh thì cái 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 khớp nó bị khô nó sẽ nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu khi mà chúng ta cử động khớp và ngoài ra thì ngày nay ấy, thì với cái cái độ phát triển của cuộc sống hiện đại bây giờ ấy, thì cái 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 việc mà đau nhức xương khớp này nó không chỉ uh, xảy ra đối với người cao tuổi mà nó còn xuất hiện cả với những người trẻ tuổi uh, với cái số lượng nó càng cái tần suất đau nó càng ngày nó càng gia tăng thì cái nguyên nhân là do chúng ta thường xuyên ngồi làm việc sai tư thế chúng ta ít vận động và chúng ta ngồi nhiều Và đây là những cái thói quen hiện đại mà khiến cái tình trạng bệnh xương khớp nó càng ngày càng diễn ra phổ biến Và các cái triệu chứng ban đầu của của cái vấn đề xương khớp với người người trẻ là, như là Chúng ta sẽ đau vai cổ gáy, đau thắt lưng, Đau vùng gót chân và đau ở các khớp Thì như ở những cái buổi chia sẻ uh, trước Thì mình đã từng chia sẻ với mọi người Về những cái vấn đề liên quan đến xương khớp Như là ví dụ như là hội chứng vai cổ gáy, tech neck Để là cái hội, cái hội chứng mà khi chúng ta ngồi sai tư thế Làm cho cái cổ chúng ta nó bị đổ ra phía trước nhiều Và làm ảnh hưởng đến cái đốt súng cổ của chúng ta Hay là cái hội chứng ống cổ tay uh, Xảy ra đối với những cái dân văn phòng, những người mà Uh, thường xuyên gõ bàn phím rồi cầm chuột hoặc là những cái người mà phải dùng cái làm việc mà những cái công việc mà phải dùng đến cổ tay nhiều thì nó cũng sẽ làm uh, tổn thương đến cái cái dây thần kinh mạch máu và cái khớp cổ tay của chúng ta. Cái này mình cũng đã từng chia sẻ rồi thì mọi người có thể xem lại ở những cái buổi chia sẻ tuần buổi trước. Hay là chúng ta đã từng tìm hiểu về hội chứng lưng gù do cái thói quen xấu của chúng ta mà chúng ta làm cho cái cái đốt sống cái xương sống của chúng ta nó bị cong vẹo đi thì cái đấy nó cũng để lâu dài nó tổn thương nó làm ảnh hưởng lên cái đốt sống của chúng ta hay là hội chứng võng lưng dưới đó thì tất cả những cái này mọi người đều có thể tìm hiểu lại ở qua những cái video mà book hunter đã post, post lên trên trên youtube ấy. thì mọi người có thể xem lại để biết chi tiết hơn thế thì vì sao mà chúng ta lại bị uh, đau xương khớp cụ thể là đau xương khớp vào mùa lạnh thì cái uh, lý do thứ nhất À, đấy là chúng ta vào mùa lạnh thì sẽ thường có xu hướng là bị uh, lưu thông máu kém thì cái 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 khí huyết chúng ta nó lưu thông kém như thế nào thì mình cũng đã giải thích rất là chi tiết uh, ở cái buổi chia sẻ về dưỡng sinh tiết lập đông rồi thì mọi người có thể xem lại để tìm hiểu xem là tại sao là vào mùa lạnh mà khí huyết lại lưu thông kém thì cái 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 khí huyết lưu thông kém nó sẽ làm cho cái cái tuần hoàn máu trong cơ thể chúng ta nó lưu thông kém hơn và khi mà trời chuyển lạnh, nhất là khi mà trời chuyển lạnh và cái cái nhiệt độ nó hạ thấp xuống thì một trong những cái, cái, cái lý do mà khiến cho cái 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 tuần hoàn máu nó lưu thông kém đấy là do cơ thể chúng ta cố gắng lưu dự trữ cái năng lượng chúng ta thu rút về và khi mà trời lạnh ấy và uh, cái khí lạnh nó ngấm vào da và mạch máu sẽ chúng ta sẽ co lại. Và ngoài ra thì cái 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 cái, cái lưu thông máu kém nó sẽ khiến cho cái 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 dịch khớp của chúng ta nó được uh, được lưu thông cũng kém đi, cũng như là cái máu mà chúng ta cung cấp cho cái khớp của chúng ta nó cũng sẽ giảm đi bởi vì cái lượng máu nó bị co rút về rồi đúng không ạ? và đã làm uh, nếu mà về lâu về dài mà cái phần khớp chúng ta nó không được uh, không được bổ sung đủ máu thì cho nó bị tổn thương cái phần sụn và màng cái phần màng hoặc dịch uh, khớp nó gây đau nhức khớp của chúng ta và cái lý do thứ hai đấy là chúng ta bị uh, khi mà trời lạnh ấy, sẽ có xu hướng bị rối loạn tuần hoàn trong cơ thể, bao gồm là tuần hoàn tại các cái vị trí khớp rồi dịch khớp, độ nhớt của máu nhá. vào mùa một lạnh, mùa thu, mùa đông thì máu chúng ta nó sẽ có xu hướng đặc hơn, cái độ nhớt nó sẽ sẽ đậm hơn. Uh, và ví dụ như thay đổi cái vận mạch rồi tình trạng muối kết tủa do nồng độ hóa chất trung gian thay đổi nghĩa là cái 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 nồng độ pH ở trong cơ thể chúng ta nó 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 thay đổi đi chút xíu do cái trời lạnh và nó làm cho cái cái kết tủa muối uh, uh, tình trạng muối kết tủa nó sẽ nhiều hơn và uh, đây là một số những cái nguyên nhân mà gây đau nhức xương khớp vào vào trời lạnh khi mà chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến rối loạn tuần hoàn và cái lý do thứ ba đấy là khi mà trời lạnh và trời khô thì cơ thể chúng ta thường có cái xu hướng là bị co rút co rút gân và cơ khớp thì cái cái độ ẩm tăng cao vào mùa lạnh nó làm đông đặc và nó co rút cái cái gân cái cơ khớp của chúng ta thì khi đó thì cái khớp nó sẽ bị khô cứng và gây hạn chế vận động và nó sẽ bị đau nhức và uh, thứ lý do thứ năm đấy là một số những cái những liên quan đến cái xâm nhập của các cái cái yếu tố thời tiết uh, thời tiết mang tính cực đoan ví dụ ví dụ như là khi mà nhiệt độ nó rất là ẩm vừa ẩm vừa lạnh nhất là ở miền bắc chúng ta vào mùa đông hoặc mùa mùa xuân nó chúng ta thấy rõ ràng nhất đúng không ạ trời rất là ẩm và rất là thấp và hoặc là thời tiết quá lạnh hoặc là quá nóng quá khô thì tất cả những cái yếu tố thời tiết cực đoan này nó sẽ ảnh hưởng lên cái phần xương khớp của chúng ta một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp thì là nó sẽ ngấm thẳng qua cái phần khớp của chúng ta. Còn nếu mà gián tiếp thì nó sẽ là uh, liên quan đến cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta và nó liên quan đến cái uh, khí huyết mạch máu và nó chạy theo cái đường mạch máu. Và cái lý do thứ sáu đấy là do chúng ta ăn uống không cân bằng chúng ta ăn những cái loại những cái đồ ăn mà ví dụ như là nếu như quá nóng, đồ ăn quá cay thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng lên cái cái việc cung cấp dịch cho khớp ấy, thì cái phần dịch và phần máu mà cung cấp cho phần khớp đấy nó cũng sẽ bị nóng, nó 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 nóng hơn và nó sẽ làm cho cái phần khớp chúng ta bị nhức, tức là chúng ta có hai cái trường hợp thứ nhất là nhức đau do nóng, do thừa nhiệt và thứ hai chúng ta bị nhức buốt do chúng ta bị thừa khí hàn, thừa hàn khí, thừa gió. Thì chúng ta phải phân biệt xem là chúng ta đang bị khô cứng nhức khớp do đâu do chúng ta cơ thể đang bị thừa nhiệt hay là do cơ thể chúng ta đang bị ngấm lạnh nhiều quá thì qua đó chúng ta mới biết được cách để, để điều chỉnh lại cái, cái 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 thói quen sinh hoạt cũng như cái chế độ ăn uống của chúng ta thì uh, um, đầu tiên thì mình muốn trước tiên mình muốn mọi người là hãy tìm hiểu một chút về cái cấu tạo khớp của chúng ta. Chúng ta cần phải biết là cái khớp nó cấu tạo như thế nào thì qua đó chúng ta mới biết được là uh, những cái thay đổi về thời tiết hay là thay đổi trong thói quen sinh hoạt cũng như là thay đổi trong cái chế độ ăn nó sẽ ảnh hưởng lên cái phần khớp của chúng ta như thế nào. Thì thứ nhất là cái cái khớp của chúng ta thì các các cái khớp thường được phân loại theo theo cái cái độ chuyển động của cơ thể thì một số nhưng có một số những cái loại khớp nó cố định ví dụ như là khớp khớp ở hộp sọ của chúng ta thì những cái khớp đấy nó nó sẽ không di chuyển tức là nó cố định lại còn hầu hết những cái khớp trong cơ thể sẽ là cái khớp mà khớp hoạt dịch như là khớp chứa chất lỏng hoạt dịch và có thể di chuyển tự do và các cái khớp xương nó có cấu tạo khá là phức tạp để nối hai hoặc nhiều cái xương lại với nhau thì hầu hết các khớp đều là di động và nó cho phép xương của chúng ta di chuyển và có cấu tạo cơ bản gồm những phần sau thứ nhất đấy là phần sụn khớp Uh, như chúng ta thấy rõ nhất đúng không ạ khi mà cái chúng uh, nếu như để dễ hiểu dễ dễ hình dung thì chúng ta có thể thấy là cái cái xương uh, xương heo rồi xương bò hay xương gà khi mà chúng ta chặt ra phần khớp thì nó sẽ có những cái phần bao trắng đúng không ạ thì cái phần trắng mà bao quanh cái đầu khớp đấy nó chính là cái phần sụn khớp thì đây là một cái mô bao phủ bề mặt của xương ngay tại khớp của chúng ta và cái cái sụn đấy nó có thể uh, hỗ trợ giảm ma sát trong khi mà quá trình chúng ta chuyển động co duỗi uh, các khớp thì nó sẽ hạn chế các cái tổn thương liên quan đến nhau ví dụ như là chúng ta thấy trong cái hình minh họa đúng không ạ hai cái đầu khớp này hai cái đầu xương này nó có cái phần sụn trắng bao bọc này để nó bảo vệ cái đầu xương của chúng ta để khi mà chúng ta co duỗi co duỗi lại thì nó sẽ nó sẽ không bị bào mòn cái phần đầu xương của chúng ta nó không làm tổn thương đầu xương và cái cái cấu tạo thứ hai đấy là ở phần khớp chúng ta nó có cái màng hoạt dịch thì đây là một cái mô nó tiết ra các cái chất lỏng trong suốt và nó dính bao quanh cái khớp của chúng ta nó có chức năng là nó bôi trơn cho khớp thì khi mà chúng ta chúng ta co duỗi nó sẽ không bị va chạm ma sát mà nó sẽ không bị kêu ấy nó không bị rắc 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 hoặc là nó và ngoài ra nó giúp cho nó tránh bào mòn cái đầu khớp của chúng ta thì mà nó giúp cho cái quá trình chúng ta co duỗi hay là vận động quay ngang quay ngửa cúi 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 xuống rồi ngẩng lên nó sẽ nó sẽ không bị khó khăn và nó sẽ được bôi trơn thì cái chất lỏng này nó được tạo ra để bôi trơn và giúp các cái khớp được hoạt động linh hoạt hơn cho nên là cái phần hoạt dịch này rất là cũng rất là quan trọng và ví dụ như là khi mà chúng ta có những cái vấn đề như chúng ta ăn một cái chế độ ăn mà nó có quá nhiều đồ cay nóng trong cái thời tiết nó khô như mùa thu chẳng hạn thì nó sẽ vô tình nó sẽ làm cái lớp hoạt dịch cái lớp dịch này cái 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 lớp nước dịch này nó sẽ bị nóng theo bởi vì là cái, cái 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 nhiệt độ trong cơ thể chúng ta nó bị tăng và thứ hai là cái cái dịch nước ở trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ bị nó bị nóng do cái cái đồ ăn chúng ta ăn vào cùng với cái tác động bên ngoài của môi trường thì qua đó nó sẽ làm cho cái phần khớp chúng ta nó sẽ bị nóng nó nóng nó khô và nó nhức nó nhức theo kiểu là nhức do nóng chứ không phải là nhức do lạnh đó. và cái 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 cấu tạo thứ ba đấy là gân gân và dây chẳng thì cái phần gân nó là các cái mô mà liên kết nó, nó kết nối cơ với xương lại với nhau toàn nếu như không có cái gân này thì cái phần cơ và xương nó sẽ không dính được với nhau nó không bám vào nhau nó thành rời rạc ra và cái gân nó giúp kiểm soát các cái chuyển động của khớp nghĩa khớp của chúng ta có có xoay trái xoay phải rồi có co có duỗi được hay không là nhờ có cái cái dây gân này nếu như chúng ta không có cái dây gân này thì khớp chúng ta nó 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 sẽ không 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 hoạt động được và cái cái cấu tạo tiếp đấy là phần dây chằng thì cái dây chằng là các cái giải mô mà liên kết rất là dẻo dai và nó đàn hồi nó bao quanh các cái khớp để hỗ trợ và hạn chế các cái hoạt động của khớp và nó có nhiệm vụ là kết nối các cái xương lại với nhau. Ví dụ như là khi mà cái phần khớp để chúng ta nó có hai hoặc là ba cái xương nó nó đính lại phần khớp đấy thì nó phải có cái dây chằng. Thì những cái dây chằng đấy giống như kiểu là khi mà chúng ta uh, điều khiển cái người múa dối ấy, thì những cái dây mà để điều khiển cái cái con rối đấy thì chính nó nó, nó nó chúng ta có thể tưởng tượng nó chúng ta có thể liên hệ nó giống như cái dây chằng ấy, nó 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 kết nối các cái xương lại với nhau với phần khớp và cái phần cấu tạo thứ năm đấy là dịch khớp thì uh, cái 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 à cái phần thứ tư có tạo thứ tư đấy là bao hoạt dịch thì cái bao hoạt dịch đấy là nó là cái túi mà chứa các cái chất lỏng nằm ở giữa các cái xương Và chúng ta thấy ở trong cái hình mô tả có 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 phần bao hoạt dịch ạ bao khớp đấy đúng không ạ phần bên ngoài này thì nó nó là các cái túi chứa đầy các cái chất lỏng nằm ở giữa các cái khớp các cái xương và nó dây chằng hoặc là các cái cấu tạo cái cấu trúc ở lân cận bên cạnh và nó cái bao hoạt dịch này nó hoạt động như là một cái tấm đệm ấy để giảm ma sát của các cái khớp với nhau đó và cái thứ cái cấu tạo thứ năm đấy là cái cái dịch khớp thì cái dịch khớp là một cái chất lỏng trong suốt do màng hoạt dịch tiết ra và nó hoạt động để giúp khớp di chuyển linh hoạt hơn nó giúp bôi trơn cái khớp đấy và cái cuối cái cuối cùng cái thứ sáu đấy là miếng đệm khớp thì cái miếng, cái miếng đệm khớp này nó là cái phần cong có hình lưỡi liềm của sụn ở đầu gối hoặc là các cái khớp khác có nhiệm vụ bảo vệ các cái đầu xương không bị cọ sát và hao mòn hoặc chúng ta có thể uh, đây ở trong cái cái chúng ta có thấy ở trong cái phần xương sống của chúng ta cột sống ấy thì giữa hai cột sống với nhau nó có một cái miếng đệm thì cái miếng đệm đấy nó giúp khi mà chúng ta ờ uh, cúi người hay là chúng ta vươn người lên ấy thì khi cái cái xương khi mà nó bị nó co lên, nó duỗi, nó co gập ấy thì nó sẽ không bị chạm vào nhau, nó không làm bào mòn các cái đầu xương đấy thì thường thì mọi người, hoặc là thường, có những số người sẽ có những cái vấn đề như là bị uh, thoát vị đĩa đệm này. Tức là cái đĩa đệm nó bị thoát, nó bị lệch ra bên một bên hoặc là chúng ta sẽ có những cái vấn đề như là bị uh, tràn dịch khớp hoặc là chúng ta uh, có những cái vấn đề liên quan đến bị uh, viêm dây gân viêm dây chẳng đấy đấy những cái vấn những cái đấy là những cái vấn đề những cái bộ phận cấu tạo của phần khớp đấy khi khi mà nó có vấn đề được gọi tên theo các cái bộ phận đấy thì mọi người đã chúng ta đã được tìm hiểu qua về cái cấu tạo của khớp thì mọi người có thể thấy là tất cả những cái bộ phận này khi mà chúng ta có những cái vấn đề về thời tiết lạnh hay là về thời trời nóng thì nó đều tác động lên cái cái những cái cấu tạo này ví dụ như là trời mà uh, lạnh quá và khô quá thì nó sẽ làm cho dây gân và dây chẳng chúng ta sẽ co rút lại nó sẽ kéo và nó sẽ làm cho cái nó sẽ có thể chèn lên cái phần mạch máu hoặc là nó sẽ làm cho cái phần khớp của chúng ta nó bị căng kéo rồi cái phần bao hoạt dịch bao hoạt dịch và dịch khớp Ờ, thì ví dụ như là khi mà mùa khô mùa khô và mùa lạnh thì cái phần bao đấy cái phần dịch khớp đấy nó sẽ bị kém đi ít đi bởi vì là cơ thể chúng ta nó sẽ không cung cấp đủ cho cái cái dịch cho cơ thể bởi vì là chúng ta để ý thấy là cái phần bề mặt da nó rất là, da của chúng ta rất là khô đúng không ạ chúng ta nếu mà chúng ta không cung cấp đủ nước rồi dịch cho cơ thể thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái phần uh, dịch mà cung cấp cho phần khớp nó sẽ làm cho khớp bị khô khô cứng bởi vì nó không có đủ chất bôi trơn đấy thì đấy là một số những cái chúng ta có thể lý giải dựa theo những cái cấu tạo của khớp và theo những cái thói quen sinh hoạt rồi cái thời tiết thay đổi mà chúng ta có thể đánh giá xem là cái phần khớp đấy nó đau nó nhất là do đâu do gân do bị thiếu uh, dịch uh, bôi trơn khớp hay là do bị không đủ uh, máu cung cấp hay là chúng ta có những cái vấn đề bệnh lý liên quan đến khớp như là bị thoát vị địa đệm hay là bị uh, co gân hay là bị uh, viêm gân đấy thì những cái đấy thì mọi người có thể dùng để đánh giá. Thì tiếp theo chúng ta tìm hiểu một cái cấu tạo nữa. Đấy là cấu tạo xương. Tại sao lại phải tìm hiểu thêm cấu tạo xương? Thì bởi vì là cái cái cái, cái chúng ta có thể thấy là cái phần khớp, uh, dịch bôi trơn khớp rồi tất cả những cái bộ phận của khớp nó như là một cái cửa ngõ nó bảo vệ cái phần xương của chúng ta. Để cho những cái chất dinh dưỡng đi vào trong xương có thể tồn tại được ở trong xương và nó hoạt động tốt ở trong phần xương của chúng ta. Còn nếu như cái phần khớp đấy của chúng ta nó có vấn đề, nó không bảo vệ được cái đầu xương thì nó sẽ làm tổn thương cái đầu xương. thì thứ nhất là chúng ta có thể bị đau do tổn thương. Thứ hai là cái chất, những cái chất dinh dưỡng mà nó, nó dự trữ ở trong xương nó sẽ bị thoát ra bên thất thoát ra bên ngoài và thứ hai, thứ ba nữa là khi mà cái đầu khớp đấy nó không nó không khỏe mạnh và nó không Uh, không, trả, không không hoạt động tốt thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị nhiễm phong hàn, bị nhiễm lạnh hoặc là bị nhiễm nóng. Tất cả những cái nhiệt mà quá đà từ môi trường bên ngoài nó tác động vào phần khớp ấy nó sẽ ngấm thẳng vào phần xương của chúng ta và làm chúng ta bị lạnh trong xương. Bởi vì, vì cái xương của chúng ta nó rỗng, nó có khoảng không ở bên trong, đúng không ạ? Thì khi mà cái gió lạnh hoặc là uh, cái cái độ ẩm nó ngấm qua cái phần khớp đấy nó có thể đi thẳng vào trong xương và nó tồn tại trong xương và nó làm chúng ta sẽ bị những cái vấn đề bị nhức buốt tê buốt xương do lạnh hoặc là chúng ta bị nóng trong xương do chúng ta bị ngấm cái nhiệt nóng từ bên ngoài qua khớp đầu khớp đi vào trong xương đấy thì đấy lý do vì sao mà chúng ta cần phải bảo vệ cái đầu khớp của chúng ta thật là tốt thì cái phần xương của chúng ta nó mới được khỏe thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái cấu tạo xương thì cái xương của chúng ta nó sẽ có cấu tạo là có 50% là nước nước ở trong xương, dịch của cơ thể và có 17% khoảng 17% là mỡ các tế bào mỡ, ờ, có mười khoảng 13% là các cái chất uh, hữu cơ chủ yếu là các cái cốt bào bao gồm các cái sợi keo và tế bào xương và có khoảng 20% chất vô cơ chủ yếu là các cái chất muối khoáng như là phát canxi, magie, chlorur canxi, rồi uh, muối nát và uh, chlorur và nó sẽ có hai loại mạch máu đấy là mạch uh, máu dưỡng cốt thì cái cái mạch dưỡng cốt đấy nó là các cái mạch mà nuôi dưỡng cho xương nên nó gọi là dưỡng cốt còn cái loại thứ hai đấy là mạc cốt thì cái mạc cốt đấy nó là cái cái mạch màng xương nó nó bao quanh xung quanh cái thân xương của chúng ta tức là cái mạch bên ngoài của xương còn cái mạch dưỡng cốt nó là ở bên trong cái xương của chúng ta thì cái mạch mà, mà cái cái mạch mà cái 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 mạch máu mạc cốt đấy thì nó tiếp nối với các cái mạch dưỡng cốt nó sẽ hai cái mạch máu này nó nó cung cấp nó chuyển giao cái chất dinh dưỡng cho để đưa vào bên trong cất vào bên trong xương của chúng ta về cái chức năng của xương thì thứ nhất thì cái chức năng đầu tiên đấy là nó là cái 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 khung để nâng đỡ cho cơ thể chúng ta để cơ thể có thể di chuyển được và thứ hai, đấy là nó tổng hợp các cái chất dinh dưỡng để tạo ra hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu. Và thứ ba, đấy là nó lưu trữ các cái khoáng chất. Và thứ tư, đấy là nó dự trữ chất béo ở dưới dạng các loại axit béo đồ lưu trữ bên trong các cái mô mỡ ở tủy xương của chúng ta. Và thứ năm, đấy là nó giúp cân bằng độ pH bằng cách là nó giải phóng hoặc hấp thu muối kiềm để cho cái độ pH trong máu của chúng ta nó được ổn định và thứ sáu đấy là nó có thể hỗ trợ thải độc bằng cách là nó hấp thu các cái kim loại nặng từ máu để 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 để, để giữ ở trong xương để tránh cho cơ thể chúng ta bị uh, bị uh, bị ảnh hưởng bởi chất độc và thứ bảy đấy là nó có chức năng uh, nội tiết nó có tham gia vào trong quá trình uh, cân bằng nội tiết ở cơ thể của chúng ta và thứ tám đấy là nó cân bằng canxi bằng cái việc là nó nó giải phóng hoặc là nó hấp thu canxi ở trong máu để cho cái lượng canxi ở trong máu của chúng ta được cân bằng thì đấy là một số những cái cái chức năng của xương của chúng ta thì đây là một số những cái hình mà mô tả mà mọi người có thể uh, xem thì đây là cái cách mà đây là mạch máu đúng không ạ <laughs> cái phần trắng là phần dây uh, phần gân đó thì cái mạch máu nó sẽ nó nó có hai phần nữa là phần ở bên ngoài mà cốt là phần bên trong ở bên trong của uh, bên trong của cái 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 xương và khớp của chúng ta hay gọi là dưỡng cốt thì uh, cái tất cả những cái chất dinh dưỡng rồi oxy nó đi theo cái mạch máu này nó đi vào trong xương của chúng ta để cất giữ trữ ở trong xương để khi mà cơ thể chúng ta cần thì nó sẽ có thể giải phóng ra để cho cơ thể chúng ta dùng đây đây là một cái hình mô tả khác thì chúng ta có thể thấy là tất cả những cái mạch máu này nó đều bao quanh cái phần đầu khớp chúng ta và nó cung cấp cho dinh dưỡng cho cái phần đầu khớp cùng với cả các cái dịch trong cơ thể. thì đây là một cái hình mô tả về uh, mô phỏng cái cái bàn chân chúng ta. Đấy, bàn chân chúng ta sẽ có rất nhiều những cái lớp dây gân rồi dây chẳng nó 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 giúp cho chúng ta có thể co duỗi rồi cử động cái lòng bàn chân của chúng ta đây à. đây là bàn tay thì cái bàn tay cũng vậy chúng ta thấy là cái hệ thống mạch máu nó sẽ luồn lách và đi xuyên suốt rồi qua các cái lớp gân rồi dây chằng để nó nuôi dưỡng toàn bộ cái lòng cái bàn tay của chúng ta cũng như là cái phần xương ở bên trong đây là cái phần uh, cánh tay đó thì cái phần uh, phần nhánh bả vai thì cái cái, cái động mà cái động mạch uh, động mạch uh, động mạch cánh tay thì nó cung cấp máu cho toàn bộ cái phần xương ở cánh tay của chúng ta và phần khớp ở kiểu tay, khớp ở bả vai. Còn đây là cái phần xương sống của chúng ta thì giữa cái phần xương sống này nó có những cái đĩa đệm đúng không ạ? Lúc nãy mình đã có nhắc đến rồi có đĩa đệm. Rồi nó có các cái dây chằng để cho cơ chúng ta có thể vặn lưng rồi chúng ta có thể quay trái, quay phải, cúi xuống rồi ngẩng lên. Thì tất cả những cái khớp này nếu như chúng ta không bảo dưỡng nó tốt không chăm sóc nó tốt thì nó sẽ làm cho cái phần khớp nó bị hư tổn và những cái tất cả những cái khí lạnh rồi khí ẩm rồi khí nóng ở bên ngoài môi trường nó đều dễ dàng ngấm vào bên trong cái xương của chúng ta nếu như chúng ta không bảo dưỡng cái phần khớp của chúng ta tốt thì nó sẽ làm cho cái phần chúng ta sẽ bị đau toàn bộ cái phần xương sống này rồi nó đau cả cái phần xương chậu nó lan sang tất cả những cái nơi khác theo cái đường xương sống này tất cả những cái chỗ nào trong xương của chúng ta mà xương mà rỗng có khoảng không ở bên trong xương theo như y học cổ truyền của 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 Việt Nam của Đông y Trung Quốc hay là của Ayurveda của Ấn Độ thì đều đều có một điểm chung đấy rằng là đấy là ở bên trong cái phần xương của chúng ta tất cả những cái phần xương rỗng nó có khoảng không nó sẽ chứa được không khí, được khí, nó sẽ chứa được gió, nó chứa được khí lạnh chứa được khí nóng cho nên là nếu như chúng ta không bảo dưỡng, không bảo vệ nó tốt thì chúng cái cái phần xương của chúng ta nó sẽ bị nhiễm lạnh, nhiễm nhiễm tất cả những cái loại khí lạnh, khí nóng đấy và nó sẽ làm chúng ta bị đau nhức và đây ạ khi mà xương không nhận được đủ máu nó sẽ dẫn tới là hoại tử xương hoặc làm hoại hoặc làm bị hoại tử vô mạch đó thì cái phần xương đấy nếu như không không được cái mạch máu nó không được uh, cung cấp đủ vào cho xương của chúng ta thì cái phần xương nó sẽ bị chết và ngoài ra nếu chúng ta bị đứt dây chằng thì cái thời gian đổi mới của chất collagen của dây chằng nó phải mất từ 50 đến 100 ngày. Thì cái nguyên nhân là bởi vì do cái số lượng mạch máu nuôi dưỡng dây chằng nó rất là ít. Cho nên là cái thời gian phục hồi nó rất là lâu. Và cái mật độ xương thì đây là cái mật độ xương bình thường nó rất là đặc đúng không? Chúng ta thấy nó rất là đặc. Thì và cái mật độ xương ở phía dưới chúng ta thấy hình ở dưới nó rất là loãng, cái cái lỗ hổng nó rộng hơn, nó to hơn thì cái khoảng không ở bên trong nó nhiều hơn. thì nếu như cái mật độ xương của chúng ta nó khỏe mạnh và với cái mật độ dày đặc uh, nhiều chất dinh dưỡng ở bên trong và cái khớp gân mạch máu đủ uh, thì cái 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 phong hàn nó sẽ không xâm nhập được vào trong xương của chúng ta. kể cả nó có vào thì 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 nó cũng không có chỗ để 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 để, để nó tồn tại thì nó sẽ bị đẩy ra bên ngoài. còn ví dụ như nếu như chúng ta mà cứ liên tục nạp vào những cái loại thực phẩm hay là những ở những cái thời tiết nóng hay là cái phần khớp chúng ta có vấn đề chúng ta chúng ta thu nạp quá nhiều cái khí nóng ở bên trong thì nó sẽ làm cho cái nó sẽ đốt thiêu cháy hết những cái cái dịch ở bên trong xương này của chúng ta làm nước xương của chúng ta nó sẽ bị khô nóng và nó không đủ dịch ở bên trong và um, ngoài ra thì cái khô nóng quá nó sẽ làm thiêu đốt cái dịch tủy xương nó gây nóng xương nóng khớp và cái còn cái hàn phong phong hàn mà khi mà xâm nhập vào trong xương thì nó sẽ nó sẽ làm lạnh xương rồi nó sẽ làm cho uh, thay đổi tất cả những cái cái cấu trúc bên trong xương của chúng ta thì uh, cái 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 những cái nóng lạnh đấy nó có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể chúng vào cái phần xương của chúng ta qua cái phần những cái phần khớp ngón tay à, khớp ấy, ví dụ như là khớp ngón tay hay là khớp đầu gối chúng ta có thể để ý thấy là cái phần cái khu vực mà có cái phần đầu khớp đấy thì bao giờ nó chỉ có cái lớp da và một chút một chút thịt cơ thôi, cho nó không có quá nhiều cơ thịt như ở những cái phần xương khác, cho nên là cái phần khớp đấy nó rất là mỏng, tức là cái cái phần bảo vệ của cơ thể chúng ta đối với phần khớp nó rất là mỏng, nên là nếu như cái lớp dịch ở bên trong phần khớp đấy mà nó còn kém nữa, thì khi mà chúng ta gặp lạnh, gặp mà ẩm rồi gặp nóng, thì tất cả những cái nhưng cái nhiệt những cái cái tác động môi trường đấy nó sẽ ngấm vào phần khớp của chúng ta rất là nhanh nó nó đi xuyên qua cái lớp da của chúng ta vào thẳng cái phần khớp và nó tấn công cái phần khớp xong nó sẽ vào thẳng phần xương của chúng ta nó làm cái xương của chúng ta sẽ có vấn đề còn cái cái đường xâm nhập thứ hai đấy là nó cái hàn khí rồi cái khí nóng nó sẽ đi qua các cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta và sau đó nó đi theo cái mạch máu rồi đi theo những cái cái đường chạy của khí mà nó sẽ từ từ nó xâm nhập vào cái phần khớp và phần xương của chúng ta cái đấy thì nó sẽ chậm hơn. Còn nếu như chúng ta mà để cho cơ thể chúng ta uh, không bảo vệ phần đầu khớp, không bảo vệ uh, không bổ sung các chất bôi trơn thì những cái cái tác động của môi trường kia nó sẽ đi thẳng vào cái 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 phần đầu khớp của chúng ta thì cái đấy nó sẽ tấn công nhanh hơn vậy thì chúng ta cần phải khắc phục cái đau nhức mỏi xương khớp khi mà mùa đông về như thế nào thì thứ nhất là chúng ta cần phải dưỡng khí huyết qua cái ăn uống thì cái cái cụ thể cái dưỡng khí huyết qua ăn uống như thế nào thì mọi người có thể tham khảo ở cái buổi chia sẻ mình đã chia sẻ về dưỡng sinh tiết lập đông hay là dưỡng sinh mùa thu hoặc là sang tuần sau mình sẽ chia sẻ về dưỡng sinh tiết đông chí thì để mọi người có thể có những cái, những cái 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 hình dung và những cái lời khuyên chi tiết hơn trong cái việc ăn uống để nó dưỡng khí huyết và cái thứ hai đấy là chúng ta cần linh hoạt xương khớp bằng những cái vận động rồi bằng các cái bài thể dục thể thao dù tập yoga hay là tập những cái động tác mà nó giúp uh, tác động vào những cái phần khớp nhiều thì một số những cái động tác mà liên quan đến Uh, tác động vào những cái phần khớp cụ thể thì mọi người cũng có thể xem lại ở những cái buổi chia sẻ trước, mình đã chia sẻ từng ở với từng bộ phận của khớp của cơ thể và từng cái vấn đề đều có những cái bài tập và những cái động tác hay là tác động vào những cái điểm đau nó rất là rõ ràng rồi, mọi người có thể xem lại. Và cái cái thứ ba đấy là chúng ta có thể khai thông khí huyết bằng massage bấm huyệt thì cái này chúng ta có thể tự massage được hoặc nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể đi ra tiệm hoặc chúng ta có thể nhờ người massage chúng ta còn nếu như tự massage thì cũng có những cái bài giúp Uh, hỗ trợ tự massage được và mình cũng có video hướng dẫn thì nếu như mọi người cần thì có thể uh, liên hệ và mình sẽ chia sẻ những cái video đấy hoặc là mọi người có thể xem lại những cái buổi của tuần trước để uh, để để tham khảo thêm những những cái những cái hình ảnh mình đã chia sẻ về những cái điểm đau ấy chúng ta sẽ tác động vào những cái điểm đau đấy bằng cách chúng ta xoa uh, so bóp bấm huyệt và cái thứ tư đấy là tránh để khớp gập quá lâu hoặc là chúng ta ngồi im quá lâu ví dụ như với người dân văn phòng uh, thường có xu hướng là ngồi ngồi uh, ngồi làm việc cả ngày và nó khi mà chúng ta ngồi như thế thì cái những cái phần khớp mà nó bị gập lại nó không được duỗi thẳng ra hoặc nó sẽ nó để lâu như thế thì cái phần máu mạch máu nó chạy về phần khớp Thì nó sẽ kém hơn nó sẽ kém đi và rồi cái phần khớp chúng ta không được bổ sung đủ máu và nếu như cái không đủ máu thì cụ đồng nghĩa việc là tất cả những cái chất dinh dưỡng rồi những cái vi chất rồi những cái chất dịch rồi những chất bôi trơn rồi cho những cái axit béo mà có ở trong cái mạch máu của chúng ta nó cũng không thể đi theo mạch máu đấy để dồn về nuôi dưỡng khớp ở chúng ta được và uh, ngoài ra thì nó cái việc mà bổ sung cho cái cái phần xương của chúng ta để cất trữ chất dinh dưỡng nó cũng sẽ kém đi bởi vì là chúng ta đã ngồi im như thế để cho chúng ta ngồi im và chúng ta còn gập chân gập tay gập các khớp để lâu thì nó nó ảnh hưởng đến những cái cái vấn đề đấy nhất là với những cái người mà uh, ngồi uh, ngồi bệt ngồi khoanh chân hoặc là chúng ta ngồi thiền nhiều mà chúng ta sau khi thiền xong mà chúng ta không có uh, massage rồi hoặc là chúng không có làm gì để 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 gọi là xả thiền ấy, thì nó sẽ làm cho cái về lâu về dài nó sẽ làm tổn thương cái phần khớp đầu gối của chúng ta thứ năm đấy là hạn chế để khớp tiếp xúc với lạnh và ẩm à, khi mà mùa đông đúng không ạ chúng ta cần phải che chắn cho cái phần những cái phần khớp của chúng ta nó được kín để nó không bị tiếp xúc trực tiếp với cái khí lạnh và khí ẩm của thời của môi trường à, và nếu như chúng ta có thể hạn chế cái việc tiếp xúc uh, các cái khớp đấy với cái nước lạnh thì càng tốt vì cái nước lạnh đấy cái nước lạnh và ẩm đấy nó cái nó sẽ nó sẽ xâm nhập vào cái phần xương và khớp của chúng ta nhanh hơn so với việc là cái trời tiết lạnh khô Đó. và thứ sáu là chúng ta có thể bôi trơn khớp của chúng ta với dầu mè nếu như chúng ta cảm thấy là cái phần khớp của chúng ta nó quá khô nó không đủ đủ dịch không đủ ở cái cái chất bôi trơn nếu như chúng ta muốn đợi cho cái cơ thể chúng ta nó nó tự nó điều chỉnh thì nó sẽ hơi lâu đúng không ạ hoặc là nó rất là lâu thì chúng ta có thể chữa cháy bằng cách là chúng ta có thể bôi dầu mè lên cái phần khớp đấy thì nó sẽ ngấm vào qua cái bề mặt da và nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái phần khớp chúng ta được bôi trơn tốt hơn và ngoài ra cái dầu mè dầu mè nó cũng có cái khả năng làm làm nóng cho cái cơ thể chúng ta nếu như chúng ta bôi vào trà sát tức là có cái ma sát trà sát ấy, thì nó sẽ tạo cái độ nóng Uh, tốt còn mùa đông thì không nên dùng dầu dừa vì cái dầu dừa nó rất là nó lạnh ấy nó sẽ không làm ấm khớp của chúng ta thì uh, đấy là một số những cái chia sẻ mà mình uh, muốn chia sẻ cho buổi ngày hôm nay thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần uh, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với nhau thì nếu như bạn có bất cứ những cái câu hỏi nào muốn uh, hỏi thì bạn có thể nhắn tin ở trong phần tin nhắn và mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời xin mời mọi người đặt câu hỏi ạ nếu mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cứ cứ nhắn tin cho mình ạ và mình sẽ trả lời ạ à, chị Phương Vân Nguyễn có chia sẻ rằng là cảm ơn cô giáo với nội dung chia sẻ khoa học và bổ ích à, cô có thể nói thêm về phương pháp ăn uống cân bằng để bảo vệ khớp không thì à, mình em xin trả lời chị Phương rằng là cái cái phương pháp ăn uống để bảo vệ khớp thì nó sẽ nó nó tức là nó nó rất là nhiều thứ cần phải chia sẻ thế nhưng mà uh, có một số những cái lưu ý chung đấy là chúng ta hãy xem xem là cái phần khớp chúng ta nó đang khô hay là nó đang nóng hay là nó đang bị bị lạnh hàn thì nếu như đang khô quá thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái chất béo chất béo để cho giúp bôi trơn khớp và bổ sung thêm những cái đồ ăn mà nó có thể tăng thêm cái cái cái, cái tức là nuôi dưỡng khí huyết chúng ta để bổ sung máu bổ máu bổ máu và bổ sung chất béo còn ví dụ như nếu phần khớp của chúng ta nó nó bị nóng nó nhức do nóng do khô thì chúng ta lại phải điều chỉnh lại chế độ ăn của chúng ta để xem xem là có phải là chúng ta đang ăn những cái đồ ăn mà quá nhiều đồ cay nóng hay không hay là ăn quá nhiều đồ ăn liên quan đến dầu mỡ hay không thì chúng ta phải giảm đi đấy là những cái đồ ăn mà nó có thể làm Uh, gây tăng nhiệt cho cơ thể. Còn nếu như chúng ta bị đau nhức khớp do bị trời lạnh quá, thì chúng ta lại phải ăn bổ sung những cái đồ ăn nó mang tính ấm để nó tăng cái 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 khí nóng, tăng cái dương khí cho cơ thể của chúng ta. Uh, thì đấy là một số ta chúng ta phải dựa vào việc quan sát xem là hiện lúc đấy là cái cơ thể chúng ta đang như thế nào. Còn uh, chứ không thể là mà ví dụ như là chúng ta nghe người người này người kia mách rằng ăn cái này cái kia tốt cho khớp, nhưng có thể là cái này tốt cho họ nhưng mà lại không tốt cho mình. Thì cái đấy là phải lưu ý. Còn nếu như uh, chị muốn cụ thể hơn, uh, một cách chi tiết hơn về cái cái chế độ ăn ý, thì cần phải, tức là cần phải học rất là lâu một khóa học để biết chi tiết hơn về dinh dưỡng rồi về cơ chế vận hành của cơ thể rồi mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu như chỉ để hỏi một cách chung chung ngắn gọn như thế thì như lúc nãy em đã chia sẻ đấy thì chị có thể tham khảo thêm chị uh, hoàng thanh hằng có chia sẻ rằng là chân duỗi da gập vào bị kêu khục khục là tại sao vậy cô thúy nhỉ uh, em xin trả lời chị hằng rằng là uh, nếu mà chân duỗi da gập vào bị kêu tức là khớp nó kêu kêu như thế là do là cái khớp của chị nó đang bị khô quá chị ạ vì nhất là mùa này là đang là trời mùa khô nữa thì chị cần bổ sung thêm những cái đồ ăn mà nó 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 tăng cái dịch cho cơ thể Uh, ví dụ như là uống thêm nước uh, bổ sung thêm nước rồi uống thêm những cái loại trà mà nó ví dụ như là trà táo đỏ kỳ tử để tăng cái chất dịch và hoặc là uh, bôi trơn dùng thêm, uh, bổ sung thêm chất béo rồi thêm tinh bột và có một cách chữa cháy nhanh nhất Đấy là chị uh, bôi uh, dùng dầu mè Bôi thẳng lên cái phần khớp đấy Massage cho nó thì nó sẽ ngấm thẳng vào phần khớp Nhưng mà đấy chỉ là cái cách chữa cháy thôi Chứ nó không phải là cái phương pháp lâu dài Còn cái lâu dài thì chị nên bổ sung Bằng đồ ăn thì nó sẽ Hiệu quả hơn bởi vì nó nuôi dưỡng cho khớp Và nó nuôi dưỡng cho cả phần xương của chúng ta nữa uh, Book Hunter có hỏi rằng là Khớp chân anh Vài tháng gần đây Khi đi hay bị kêu rắc rắc tuy nhiên chưa thấy đau hay rắc rối gì nhưng cảm giác về lâu dài không ổn phải không vâng em xin trả lời rằng là uh, về lâu về dài chắc chắn là nó sẽ không ổn hiện tại bây giờ nó chỉ đang là cái biểu hiện ra bên ngoài rằng cái khớp của mình nó đang hơi khô thôi thì anh có thể uh, điều chỉnh lại uh, như lúc nãy em đã tư vấn cho chị uh, phương vân nguyễn và chị hoàng thanh hằng đấy là thứ nhất là mình có thể chữa cháy bằng cách là mình dùng dầu mè mình bôi thẳng lên cái phần khớp đấy thứ hai là mình điều chỉnh chế độ ăn và thứ ba là mình massage Uh, cái phần cơ ở xung quanh cái phần khớp ấy mình massage mình đẩy để cho cái cái máu cái khí huyết nó được dồn về cái phần phần khớp của chúng ta thì nó sẽ giúp cho cái phần khớp của chúng ta nó được tưới tẩm bằng cái 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 cái, cái mạch máu của chúng ta nó sẽ thì nó sẽ tốt hơn thì bởi vì có thể do chúng ta ngồi làm việc nhiều ấy cho nên là uh, cái cái phần khí huyết nó không được lưu thông được nó cứ bị ứ trệ ở cái phần cơ bắp của chúng ta ấy. thì chúng ta bắt buộc là phải dùng uh, nếu như chúng ta không luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta phải cần dùng massage để dây đẩy, để đẩy cho cái máu và cái dịch từ những cái phần cơ bắp đấy nó dồn về phần khớp để nuôi khớp à, Chị Phương Vân Nguyễn có hỏi, có chia sẻ rằng là cảm ơn cô, cô có biết khóa học nào về dinh dưỡng mà cô vừa đề cập không và cô có lớp không ạ à, Em xin trả lời chị Phương Vân Nguyễn rằng là à, em em có khóa dạy về dinh dưỡng Uh, bao gồm dinh dưỡng theo y học hiện đại và dinh dưỡng theo y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda thì nếu như chị quan tâm thì chị có thể uh, xem cái khóa về coaching ở trên cái trang web của Book Hunter có chia sẻ rất là chi tiết những cái thông tin về um, liên quan đến uh, khóa học đấy để chị có thể tham khảo. Chị Hoàng Thanh Hằng Cảm ơn chia sẻ của cô Thúy Dạ vâng em cũng cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ Cái mối quan tâm của chị ạ Nà vâng bên book Hunter vừa mới gửi chia sẻ cái đường link uh, giới thiệu về cái khóa học uh, coaching về dưỡng sinh thì nếu như mọi người quan tâm thì có thể uh, uh, thì có thể thử mở xem tham khảo để biết thêm những cái thông tin về cái khóa học đấy để xem là nó có phù hợp với mình không ạ tuần sau chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về dưỡng sinh tiếp đông trí thì mọi người có thể nếu như mọi người quan tâm thì có thể đăng ký để tham gia vào buổi tuần sau về chế độ ăn uống chế độ ngủ nghỉ sinh hoạt trong mùa đông mình sẽ chia sẻ cụ thể vào tuần sau và chị Phương Vân Nguyễn có hỏi thêm một câu hỏi nữa là hiện tượng loãng xương chỉ gặp ở người cao tuổi hay là cả người trẻ với người trẻ thì ngoài bổ sung canxi có thể khắc phục bằng biện pháp gì à, chị chị Phương ơi như lúc nãy em đã chia sẻ với chị về các cái thành các cái cấu tạo và thành phần ở bên trong xương của chúng ta thì cái xương của chúng ta nó ngoài canxi ra nó còn có rất nhiều những cái chất khác Uh, mà chúng ta cần phải bổ sung thì chị có thể uh, xem lại cái video này sau khi mà Book Hunter đã đã post lên YouTube để uh, để xem lại những cái phần mà cấu tạo của phần xương đấy thì uh, bổ sung thêm bằng chế độ ăn uh, để để bổ sung những cái chất đấy cho xương và ngoài ra là uh, chúng ta phải uh, biết là uh, cái cách mà làm sao để để ăn nhưng mà ăn uống mà nó không nó không làm ảnh hưởng đến cái việc uh, cấu tạo của xương ấy. Ví dụ, ví dụ như là uh, nếu như chúng ta uống quá nhiều coca cola uh, thì nó sẽ làm cho chúng xương của ta bị xốp, nó bị loãng xương. Nếu như chúng ta uống nhiều cái coca cola đấy, mọi người lưu ý ạ. Uh, cho nên là cho dù chúng ta ăn rất nhiều đồ bổ nhưng mà chúng ta lại kết hợp sai cách hoặc là chúng ta uống với sai đồ uống thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái quá trình mà hấp thụ chất dinh dưỡng của xương của chúng ta kể cả người nhất là người trẻ người trẻ bây giờ rất hay uống coca cola đúng không ạ bởi vì do cái, cái mình xin bổ sung thêm một cái nữa là cái cái canxi ở xương ấy thì bởi vì do truyền thông chúng ta bị ảnh hưởng bởi truyền thông truyền thông quảng cáo để bán sữa đúng không ạ nên là uh, chỉ nhắc đến là uống sữa này sữa kia để bổ sung canxi cho xương chắc khỏe cho răng chắc khỏe mà không hề đề cập với chúng ta rằng trong xương ngoài canxi ra còn có rất nhiều những chất khác cần phải được bổ sung chứ không chỉ có riêng mình canxi đó, nên là hãy lưu ý ạ trong xương còn uh, có magie, có phốt pho, có canxi, có uh, có axit béo, có um, các cái collagen uh, keo xương rất 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 nhiều thứ khác chứ không chỉ có mình canxi nên hãy lưu ý ạ uh, truyền thông uh, vì muốn bán hàng nên chỉ đưa ra một phần thông thông tin thôi ạ À vâng cảm ơn chị hoàng thanh hằng đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ và nếu như mọi người không ai có câu hỏi gì nữa thì mình xin được dừng buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây và nếu như mọi người quan tâm thì có thể tham, đăng ký tham gia vào buổi chia sẻ tuần sau về dưỡng sinh tiết đông trí uh, liên quan đến uh, luyện tập ăn uống và ngủ nghỉ trong mùa đông và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ uh, ngủ ngon và ngày mai sẽ có một cuối tuần thật là vui bên gia đình ạ hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ạ